chi nhánh xổ số vui vẻ đường Scorsese, khu Tử Hải, thành phố Đế Đô. Xổ số vui vẻ chào mừng quý khách. Một con vịt quát quát quát, đặc trưng vượt khu Hoa Hạ thi đấu trận 7 vòng 2 tháng, hơn nữa cược thêm thời gian chiến thắng là trong 15 phút. Đặc trưng vượt thắng, còn đặt thắng trong 15 phút, đúng là chuyện khiến ai ngờ tới. Đối thủ của Trương Dực là Liễu Sinh Thôn hạ của khu Ghê Hồng. Trương Dực là số 9 khu Hoa Hạ, còn Liễu Sinh Thôn hạ là số 1 Ghê Hồng. Lần trước Liễu Sinh dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối thủ, trận trước của Trương Dực lại là thắng hiểm. Bây giờ tỷ lệ đặt cược thắng thua trận này là 1.216m. Tỷ lệ đặt cược thắng trong 10 phút sẽ còn cao hơn nữa là 1.298, cũng chính là nó gần như không thể thắng. Cậu muốn đặt bao nhiêu? Trên tấm giấy như này có in hình giấy này. Con vịt này cũng sắp thành tinh con mẹ nó rồi. Quát tát. Tổng cộng 5.129.7 liên minh tệ. Đặt hết toàn bộ sao? Quát. Được rồi, cầm lấy tấm phiếu này, đừng làm mất nó. Trúc Cô La, Tiểu Hoàng làm được rồi. Tỷ lệ đặt cược cho Chương Dực, nếu thiệt sự đặt chúng, chủ nhân con vịt này thiệt sự kiếm được không ít. Nhưng mà làm sao thắng được chứ? Mấy anh, tôi kể chuyện hài cho mà nghe nè. Chừng nãy có người đặt cho Chương Dực thắng đó. Trận thứ 7 thi đấu ngự sử thanh niên thế giới kỳ thứ nhất, Liễu Sinh khu Nghe Hồng đấu với Chương Dực khu Hoa Hạ. Chương Dực thắng. Thiệt sự là Chương Dực thắng. Sơn Trang thuộc phân bộ Kinh Đô, tập đoàn Nam Thiên. Tôi về rồi đây. Cá khô, cá khô, nhiều cá khô quá. Trúc Cô La, anh ngầu thiệt đó. Anh là người ngầu nhất, đẹp trai nhất trong số những thứ không có lông tôi từng gặp đó. Sao, lấy được tiền chưa? Của tôi. Được rồi, biết là của mày rồi. Ta không có cướp, đồ tham tiền. Đúng rồi, Trúc Cô La, anh còn tin tức nội bộ không? Đánh cược không dễ, hôm nay chỉ là kiếm chút vui vui thôi. Thuận tiện kiếm chút tiền ăn giặt cho mày, mày đừng có bị nghiện đó. Được rồi, ngủ sớm đi, đừng nghĩ tới mấy chuyện não huyện này nữa. Alo, xin chào, tôi là Cao Bằng, cho hỏi có chuyện gì sao? Ồ, Trịnh Hiếu à, là tuyển thủ của khu Hoa Hạ chúng tôi đó, tôi biết có thực lực, có sinh lực, cũng có chí tiến thủ, rất xem trọng cậu ta đó. Được, thì đó kết thúc chúng tôi lại tìm thời gian ăn cơm đi. Mình được sự hot con mẹ nó rồi, cũng phải chứ. Thái tử gia nhập đoàn Nam Thiên, ngự sử cấp lãnh chúa, còn một tháng nữa là đủ 19 tuổi. Thiên tài dục thú sư, không muốn lôi kéo quan hệ với mình mới có vấn đề chứ. Nhưng mà thế giới này vẫn là nói chuyện bằng thực lực, mấy cuộc thi nhỏ này cũng muốn gây chuyện, cũng thiệt là. Mặc kệ, đi tắm trước, ngày mai còn mấy trận nữa. Trúc Cô La, có tin tức mật lại không nói. Trịnh Hiêu, tôi nhớ cái tên này rồi đó. Thi đấu ngự sử thanh niên thế giới kỳ thứ nhất, trận 1 vòng 3, Chương Dực thắng. Cũng may trọng tài trận này không phải Cao Bằng, tuy nhiên 6 tuyển thủ bị loại kia quả thiệt là tài năng kém người. Nhưng trong 8 tuyển thủ Hoa Hạ bị loại, có 6 người đều bị loại trong lúc Cao Bằng đảm nhận trọng tài. Tỷ lệ này thiệt sự. Trọng tài Cao, còn lại giao cho cậu đó, tôi đi tới khu nghỉ ngơi đợi đây. Được, trọng tài Quách. Cao, Cao Bằng, xin chào trọng tài Cao. Tên Trương Dực này, suy nghĩ trong lòng đều viết hết trên mặt rồi. Mình cũng là người khu Hoa Hạ, còn có thể đi giúp người ngoài được sao? Rốt cuộc là có não không vậy? Tuyển thủ không đánh lại, lẽ nào còn bắt trọng tài mình đây đích thân sắn tay áo ra sân sao? Xì, vẫn nên xem tư liệu của tuyển thủ trận tiếp theo đã. Hải Lâm Long là một quái vật giống như xà kình long thời đại khủng long. Chỉ có môi trường nước cạn mới có thể phát huy được chiến lược mạnh nhất của nó. Nhưng sân thi đấu là môi trường lục địa, có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn tới sức hành động. Họ tên tuyển thủ Đại Si. Địa khu tuyển thủ khu Britain. Xếp hạng tuyển thủ số 2 khu Britain. Xanh dương ngự thú Hải Lâm Long. Dựa theo tiến độ thi đấu hiện tại, khả năng thiên quả khuyển gặp Hải Lâm kình này là rất cao. Tuy có ưu thế địa hình, nhưng ưu thế địa hình của Hải Lâm Long và thuộc tính ở nơi này, nếu gặp phải, thiên quả khuyển nguy rồi. Crolot thứ 11 chung cuộc.
Long Băng Vũ thứ bảy chung cuộc. Hay, tôi đầu hàng. Quân Mặc Y thứ năm chung cuộc. Trương Dực, Đại Si. Quán quân của kỳ thi đấu ngự sử thanh niên lần này sẽ được sinh ra giữa hai tuyển thủ. Một là tuyển thủ thuộc khu Hoa Hạ Trương Dực, với tuyển thủ Đại Si khu Trời Tranh Dực ải chém trướng dọc trường. Suy đoán của mình đúng là tuyệt vời. Thật sự là thiên quả khiển đấu với Hải Lâm Lâm sao? Không biết hôm nay những đại gia này có huấn luyện tốt không? Tiểu Quang, Quát, Đức Cula, mày lại học theo đại tử rồi, huấn luyện đi. Một tháng sau nếu có thể tăng lên cải cấp, ta sẽ cho mày 30 vạn tiền thưởng để mày muốn ăn gì thì ăn. Không cần huấn luyện nữa, tôi sắp có nhiều tiền rồi. Tôi rất thông minh, tôi đã đặt cho Trịnh Hiêu. Trịnh Hiêu, mày đi mua vé số nữa rồi, làm sao mua được? Ông chủ không hiểu mày nói đúng chứ? Chữ A Bang viết cho ta, A Bang là nhện dân quá. Chữ cậu ấy viết rất đẹp, đã nói là không bán đứng tao mà dịch thôi. Toàn bộ đều đặt cho Trịnh Hiêu. Hay sao mày lại mua Trịnh Hiêu thắng? Mày bị ngu hả? Chút tiền của mày coi như dứt đi rồi. Dịch của ta ơi, mày thua sạch rồi. Hừ, cái gì?